Xin chào anh em đã quay trở lại với cả hai con. Và hôm nay là Q&A số thứ 29 anh em ạ. Hôm nay là một ngày thứ bảy. Và thứ bảy hôm nay thì thời tiết gọi là chuyển mùa, phải không? Đổi dưng sang mùa đông, khá là lạnh. Thì chương trình Q&A này là nơi anh em có thể hỏi ra những câu hỏi để về những cái vấn đề hằng mong muốn, ví dụ như là về PC này, về laptop này, về CPU này, về RAM này, về tất cả mọi thứ liên quan tới công nghệ anh em nhá. Và tất nhiên, hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Thanh Nguyễn thì bạn nên hỏi về cái màn hình Viewfinity S8 là nó có sử dụng được như máy tính không ạ? Thì câu trả lời đây không phải là một con Smart TV, không phải là một con Smart Monitor, chỉ là một con monitor bình thường thôi. Thế nên là bạn có thể sử dụng nó với một chiếc màn hình bình thường như một chiếc màn hình bình thường. Tức là bạn yêu cầu phải có dây cắm vào máy tính hoặc là cắm vào điện thoại mới có thể chạy được chiếc màn hình này. Cái chiếc màn hình này thì có thể chạy được với cả điện thoại Samsung này, hoặc là anh em có thể dùng máy tính bình thường này để cắm vào này, bởi vì nó là một chiếc màn hình dành cho dân đồ họa mà. Thế nên là dùng khá là thoải mái. Em này thì sẽ vẫn có những tính năng thông minh thôi, ví dụ như là PIP này, rồi chỉnh màu, chỉnh góc, chỉnh cũng các kiểu, cũng linh tinh lắm, nhưng mà nó sẽ không được sử dụng như một chiếc máy tính đâu anh em nhá. Rồi, câu hỏi thứ hai của bạn Pain. Bạn Pain có ý định mua bộ máy tính i3 đời 10 và RTX 3060 Ti. Bạn làm đồ họa edit video. Câu trả lời của mình là bộ này không ổn đâu bạn nhá. Bởi vì bạn phải hiểu rằng là cái bộ máy tính này nó có CPU quá yếu mà cảm hình quá mạnh. i3 đời 10 thì nói thực sự thì cũng không phải là cháy lắm đâu. Nó chỉ cháy hồi đấy thôi. Chứ bây giờ thì thực sự là no good no fun anh em ạ. Nên cho mình lên một con CPU cao cấp hơn nhá. Và giảm card xuống. Ví dụ như là anh em có thể giảm từ 3060 Ti xuống khoảng tầm 2060 đi. Tức là anh em tiết kiệm được khoảng tầm 5 triệu. 5 triệu nha anh em nhá. Tiết kiệm được 5 triệu. Vậy tức là bạn có thể nâng con CPU của mình lên tầm khoảng tầm i5 đời 11, nhiều khi là cả 12 luôn, nếu lựa chọn mình chuẩn. Mà bạn còn chưa nói mình là RAM bạn bao nhiêu nữa. Nếu mà RAM bạn là 16 trong cái bộ máy của bạn ấy thì ok, nhưng RAM 8 ấy thì nên nâng cấp lên bạn nhá. Rồi, câu hỏi thứ ba của bạn Tuyết Nhi. Bạn ý muốn lựa chọn so sánh giữa cả chiếc ZenBook Q409ZA với chiếc Model 15 mà bạn đang dùng, đó chính là chơi game Minecraft này, sử dụng Word PowerPoint này và Excel. Nói thật ý, thì cái hiệu năng giữa hai con máy này nó khó mà có thể nhận biết được khi mà anh em làm những cái công việc như thế thôi. Bởi vì là cái hiệu năng khi mà yêu cầu dùng Word, Excel, PowerPoint nó không quá là cao. Và thực sự mà đặc biệt ấy, nếu mà không có hai cái máy ở hai bên để so sánh ấy, thì gần như khó mà biết được lắm. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt đây là chiếc ZenBook là một cái tầm cao hơn hẳn so với cả chiếc Model 15, khiến cho anh em cảm thấy ví dụ như là cái laptop đấy nó sẽ có hiệu năng, không phải hiệu năng, mà là nó sẽ có màn hình tốt hơn này, có bàn phím tốt hơn này, có touchpad tốt hơn này, chất lượng mới tốt hơn này, vân vân và vân vân. Nó ở một tầm cao hơn so với cả chiếc Model 15. Thế nên là không có lý do gì để lựa chọn Model 15 khi mà hai chiếc laptop đó cùng giá tiền cả nhá. Rồi, tại câu hỏi thứ tư của bạn TK Mobile. Bạn đã hỏi là H510 nên đi với chip nào để full hiệu năng của RX 6680 GB. Thì 6680GB có hiệu năng khoảng tầm cao hơn so với cả 2060 một chút và thấp hơn với cả 3060 một chút. Thế thì cái chiếc CPU có thể cân được 6600 không còn gì khác tối thiểu cho mình là i3-10105F nhá. Còn CPU đấy thì có thể cân được chiếc RX 6600 một cách thoải mái để sử dụng một cách ổn áp. Tất nhiên là mình vẫn khuyên rằng anh em nên nâng cao lên một chút, bởi vì có một vài tựa game thì con CPU có kéo lại chiếc cặp màn hình một chút, nhưng mà thực sự thì cái con CPU đấy nếu mà anh em chơi đặc biệt là tựa game triple ấy thì quá là thoải mái với cả chiếc RX 6600 nhá. Rồi, câu hỏi thứ năm của bạn Mạnh Huỳnh. Bạn ấy đang xài i5-13600K B660RG Cinnamon nóng 100 độ tự Asus luôn, gắn i9 và chắc nóng nổ máy. Bạn ấy đang comment trên cái video B660 của mình ấy. Thì nhưng mà mình thấy nó không liên quan lắm nhỉ, bởi vì cái này nó không hề liên quan tới mainboard. Cái này nó liên quan nhiều hơn về cái tải nhiệt của bạn đấy. Bởi vì khi mà tải nhiệt của bạn chạy không tốt thì chiếc CPU của bạn sẽ giảm cái xung xuống và khiến cho hiệu năng của bạn không được cháy bỏng như là những gọi là các tester người ta test, đúng không? Ví dụ như chúng mình có làm một video ấy là về cái vấn đề nâng cấp cái tản nhiệt cho chiếc 13600K từ một chiếc AIO 240 sang một chiếc tản nhiệt khí hai khối à? Nói chung là một chiếc tản nhiệt khí cũng khá là cháy, AK620 của Deepcool. Thì đúng là nhiệt độ không hề giảm xuống nhưng số điểm lại tăng lên 10%, tức là bạn đang bỏ lỡ hiệu năng
bởi vì tài chính của bạn đang tệ đấy. Cho nên là nếu mà bạn Yonatsu, bạn Mạnh Huỳnh ấy, mà bạn cảm thấy là hiệu năng không ổn ấy, thì không nhất thiết phải nâng cấp CPU đâu nha, mà hãy nâng cấp tản nhiệt cho mình, nâng lên một chiếc tản nhiệt 360 hoặc là một chiếc tản nhiệt khí loại xịn cho mình nhá. Rồi, tiếp theo của bạn Yonatsumi thì bạn hỏi là: anh ơi, con VGA của em bị cuộn dây rên rỉ à? Bạn hỏi về cuộn dây rên rỉ này thì có ảnh hưởng gì không? Và bạn hỏi một cái thứ nữa, đó chính là tháo lắp VGA nhiều thì có bị ảnh hưởng gì không? Tiệu năng ấy. Thì câu trả lời của mình nhá, cái coil wind ấy nó 90 tới 95% là không thể hiện được điều gì cả. Nó chỉ đơn giản là điện đang chạy trong máy cạc của bạn thì thôi. Còn 5% còn lại, nho nhỏ còn lại, là thể hiện rằng cạc của bạn đang tuổi già rồi và nó đang đến lúc để bay màu rồi đấy. Cho nên là, nhưng mà ít khi lắm, thực sự rất là ít khi nhá, mình chỉ được nghe về cái thông tin thôi, chứ mình chưa từng bao giờ có được nghe những cái câu chuyện là trước khi máy em hỏng thì coil wind cực kỳ là nhiều đấy. Mình chỉ mới chỉ biết được nghe được một số của chuyên gia người ta phân tích là đấy, 90-95% là bình thường, còn 5% còn lại là nguy hiểm nhá. Thì cái coil wind ấy nó là cái hiện tượng của cái việc, nói chung giải thích một cách kỹ bây giờ thì nó khó lắm, nhưng mà nó có thể nhẹ nhàng như này là khi đấy điện đi qua máy, thế là cái coil của anh em nó kêu lên, thế là gây ra coil wind. Cái cách duy nhất để xử lý coil wind trên máy của anh em ấy, đó chính là undervolt để giảm mức điện đi vào cạc, để có thể khiến cho cái coil nó không wind nữa anh em nhá. Còn cái việc mà tháo cạc ra lắp cạc vào ấy, nó sẽ không làm giảm hiệu năng của cạc đâu. Cái thứ duy nhất mà ảnh hưởng khi mà tháo cạc ra lắp cạc vào ấy, đó chính là cái độ mòn của chân PCIe. Khi đó tháo cạc ra lắp cạc vào nhiều ấy thì nó sẽ bị mòn cái chân nó đi. Thế thôi. Còn đâu không bị ảnh hưởng một chút nào tới hiệu năng đâu bạn nhá. Rồi, và câu cuối cùng, câu thứ 7 là bạn ấy hỏi là: làm sao để biết cạc trâu? Bạn ấy mua cạc mới toanh, giá mới toanh nhưng mà bị trôi bảo hành 2-3 tháng. Thì thực sự bây giờ để so sánh cạc trâu với cả cạc người dùng cũ thì rất khó, nhưng so sánh cạc trâu với cả cạc mới thì rất dễ. Nhưng cái này thì bạn bắt buộc phải làm trước khi bạn cắm vào máy của bạn nhá. Bạn có thể check những tín hiệu như là đã sử dụng rồi ấy. Ví dụ như này, chân PCIe thường sẽ bị có những cái kiểu cái khứa như kiểu là bị mòn ấy sau khi mà tháo lắp ra khỏi chân cái thanh PCIe của chiếc máy tính. Thứ hai nữa là bạn check cho mình về cái khu vực khóa PCIe, tức là cái lỗ ốc ấy. Thường bởi vì cái ốc mà gắn cạc màn hình thường nó sẽ có những cái khứa ấy, thế nên khi mà anh em xoáy vào trong cái vỏ cây ấy, thì nó sẽ bị khứa lên trên cái khu vực FE ấy. Đó, và một cái điều cuối cùng đó chính là xem là liệu có bụi biếc gì không, hay là những cái tấm phim đã bị gỡ ra chưa, để kiểm tra xem là liệu rằng chiếc cạc mình có phải use không. Còn cái vấn đề về trôi bảo hành 2-3 tháng ấy, thực sự thì mình cảm thấy rằng là nó cũng bình thường thôi. Nó như, tại vì ví dụ bản thân chúng mình không có quyền quyết định ngày nào là ngày các bạn mua, tức là ngày nào là ngày bắt đầu bảo hành của các bạn mua, không? Trừ khi các bạn kiểu mua trực tiếp từ xưởng, nhà phân phối thì các bạn mới có cái đấy, kiểu vậy. Còn chúng mình thì thường là, ví dụ chúng mình lấy từ nhà cung cấp thì đa số các sản phẩm, mình không nói hết cho tất cả các sản phẩm nhá, mà mình nhiều các loại sản phẩm, thì là chúng mình lấy từ nhà sản xuất là bắt đầu tính tới hạn bảo hành từ thời gian đấy. Và thế là bị cho bảo hành 2-3 tháng cũng là bình thường, mà đặc biệt nó cực kỳ là nhỏ so với cả thời gian 36 tháng của trên cả các bạn nhé. Nói chung không có vấn đề gì cả. Và đó là 7 câu hỏi cho chương trình Q&A số 29 của ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em có câu hỏi gì thì hãy để ở dưới bình luận nhé, để mình có thể trả lời được và có thể gọi là giải đáp cho anh em về những vấn đề mà anh em đang không biết. Rồi, nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại video sau.